đi chung với mọi người mà bây giờ lạc hết rồi. Thì các bạn cũng thấy là ở đây người ta rất là đông, mà người thân thể của họ tắt ra những cái mùi hôi thối rất là khó chịu, có người thơm, có người thối, có cái mùi cực kỳ nồng. Thì những con vật cũng vậy, những loài thú hoang dã họ mà hửi chúng những cái mùi này của con người, họ cũng có thể bị bệnh luôn. Nên con người không thể nào mà nuôi thú hoang dã làm thú cưng, bởi vì cơ thể của loài vật hoang dã, cái khứu giác họ rất là phát triển và nhạy bén, giống như tuyôn, phổi to hơn gấp mấy lần người thường, nín thở lâu, nên cái khả năng hô hấp của tôi cực mạnh. Mỗi lần tôi hít vô một cái, tôi nghe được rất là một nhiệt mùi trên thân thể của mọi người, giống như các con vật vậy đó. Thì tôi hiểu được cái cảm giác là su bự con nhất đám luôn á. Không thể nào mà biến thú hoang dã làm thú cưng, không thể nào để thú hoang dã sống trong môi trường của con người được. Phải có những cái cây xanh lọc không khí, phải bảo tồn thiên nhiên để cho các loài vật phát triển. Đây. Mọi người thì ăn uống rất là dễ dàng, nhưng tôi thì không. Tôi không ăn được những loại thức ăn có hóa chất giống như các loài vật hoang dã vậy đó. Chỉ ăn được những loài tự nhiên thôi. Nếu mà ăn những loại thức ăn mà có hóa chất là sẽ bị dị ứng ngay. Nên các anh chị mà đi vô trong sở thú mà có ý định là lấy mấy cái đồ bánh snack, đồ cho thú ăn thì nên dừng lại, bởi vì sẽ làm cho thú chết đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ nuôi vọc. Hôm nay nghỉ làm việc tại shop Hoàng Piano để đi dỗ tổ Hùng Vương và cho quý vị cô bác anh chị coi cảnh thú vật ở đây sống như thế nào, có tốt lên được hay không. Những chú heo rừng, heo rừng. Wow. Heo rừng. Đi quay chuồng vọc, vọc là ở bên này. Này chỗ này nuôi linh cẩu. Rái cá là ở bên này. Các bạn thích rái cá không? Tôi đi qua vọc.